Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đào, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó hối chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Đến dự có ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Đồng chí Lê Đào sinh ngày 12 tháng 2 năm 1926, quê quán tại thôn Phú Bồng, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, vào đảng tháng 2 năm 1943, trở thành đảng viên chính thức vào tháng 12 năm 1945, hiện sinh hoạt tại đảng bộ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Đào, bí thư thành ủy Nguyễn huyện Phan Quảng trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí đối với hướng sự nghiệp cách mạng của đảng nói chung và sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nói riêng. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cao đẹp của người cộng sản kiên trung bí thư thành ủy nguyễn Quyển phan quảng khẳng định đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên lê đào mà còn là vinh dự của đảng bộ phường thanh bình theo mặt lãnh đạo thành phố bí thư thành ủy nguyễn Quyển phan quảng chúc đồng chí lê đào mạnh khỏe tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng góp phần xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp